Hello, xin chào cô chú, anh chị và các bạn thân mến. Để cập nhật thêm tin tức về 39 người xấu số không may đã qua đời ở bên Anh Quốc vì lý tưởng đi tìm cuộc sống để có cái cuộc sống đồng lương để cho nó cuộc sống nó thông thả hoặc là cho thì không may đã qua đời, xấu số đã qua đời ở bên Anh Quốc mấy ngày vừa qua. Thì nhân dịp cuối tuần ngày 3 tháng 11 năm 2019 thì ở bên Anh Quốc có một cái giáo phận nói tên là Westminster London, thì phó giám mục chủ thì tên là anh đó, cái người chủ tọa là tên Nicholas Hewson, đã cử hành lễ tại nhà thờ Việt Nam hôm Chủ nhật ngày 3 tháng 11 năm 2019. Thì cộng đồng người Công giáo người Việt ở Anh Quốc đã làm lễ tưởng niệm cho 39 người không may xấu số đi tìm hành trình tìm cuộc sống tự do. Thì mình mấy ngày gần đây thì mình có nghe một cái thông tin về 39 người đã đi hành trình từ ở bên nước gì đó, nước lân cận với Anh Quốc đã không may đã tử nạn. Thì mình rất là chia buồn, cảm ơn những cái tin tức về thông tin về đài cập nhật là nó kêu là đài BBC London đó các anh các chị. Thì mình cũng là theo dõi từ ở trong những cái đại khái trong những cái mình lấy cập nhật thông tin từ những cái đài đó. Thì gần đây thì mình có theo dõi báo chí thì mình thấy không may có 39 người đã đi hành trình tìm cuộc sống tự do đó thì đã qua đời tử nạn hết. Nghe mình cập nhật tin tức, mình theo dõi những báo chí, những tin tức trên mạng thì mình đã nghe biết là tất cả là 39 người là hoàn toàn người Việt Nam đó hết các anh các chị cô chú. Thì rất là chia buồn những anh chị đã không may đã qua đời trong cái vụ việc mà đi hành trình tìm tự do đó anh chị. Mình rất là xúc động khi nghe thông tin này. Thì bây giờ là hôm nay là nhân dịp là ngày 3 tháng 11 năm 2019 mình đã cập nhật tin tức. Thì có một cái giáo phận nó kêu là giáo phận người Việt Nam ở bên London, ở bên Anh Quốc thì đã làm lễ tưởng niệm cho 39 người xấu số. Thì cái phó chủ tịch giám mục cái ngày đó tên là Nicholas Hewson đã chủ tọa buổi lễ tưởng niệm cho 39 người đã không may xấu số đã qua đời. Thì mình rất là chia buồn, không chia buồn cho những nạn nhân đó. Thì mình có một chút chia sẻ về về tin tức thì mình rất là xúc động, phải nói là mình rất là chia buồn các anh các chị cô chú đã không may qua đời. Một chút chia sẻ về tin tức về 39 người đã không may qua tử nạn. Thì đây là một tin tức phải nói là rất là buồn anh chị. Thì anh chị nào mà muốn biết thêm chi tiết về vụ 39 người Việt Nam đã tử nạn hành trình tìm tự do thì anh chị sẽ vào những cái kênh, những cái trang mạng nó kêu là BBC London hoặc là BBC Vietnamese đó, tiếng Việt đó, vẫn có tiếng Việt, vẫn có tiếng Anh. Thì anh chị vào cập nhật vào những cái trang mạng đó, là trang mạng đó là rất là phổ biến, rất là lớn. Thì anh chị sẽ cập nhật thêm những thông tin mới mẻ về 39 người không may tử nạn đó anh chị cô bác. Thì một chút chia sẻ về thông tin cập nhật gần đây. Thì em xin chào các cô chú, anh chị và các bạn đã xem cái video này. Rồi anh chị nhớ chia sẻ cái video này cho những bạn bè để biết thêm, cập nhật thêm những tin tức mới mẻ gần đây nha các cô chú, anh chị và các bạn. Các bạn nhớ chia sẻ cái video này, rồi nhớ bấm like, rồi bấm share, rồi bấm subscribe là đăng ký cái kênh của mình. Cái kênh của mình là tên là Bầu Trời USA. Thì anh chị cứ đăng ký cái kênh này thì anh chị nhớ bấm cái chuông, thì anh chị bấm cái chuông đó thì những cái video của mình ra mới nhất thì anh chị là người đầu tiên biết những cái video mình sắp ra mới nhất.
Thì đây là một chút chia sẻ về 39 người nạn nhân không may xấu số qua đời nha các anh các chị. Đây là ngày 3 tháng 11 năm 2019. Tin mới nhất để cập nhật về 39 nạn nhân đã qua đời. Thì hôm nay là nhân dịp cuối tuần thì là làm ở bên Anh Quốc có một cái nhà thờ đã làm lễ tưởng niệm cho 39 nạn nhân. Thì nhớ chia sẻ cái video này thông tin để cho các cô chú anh chị bên Việt Nam trên toàn thế giới đã biết thêm chi tiết này. Một chút chia sẻ về thông tin 39 người không may xấu số nha các anh các chị. Xin chào tạm biệt, hẹn cô chú anh chị các bạn cái video lần sau. Bye bye. A Di Đà Phật.